Đây là cách tạo một điểm dừng ở bên ngoài của cá để đẩy lá ra để mình thao tác. Máy lập trình khối lượng khoảng rất khổ 20-30. Và menu chỉnh sửa. Chọn này, sửa đổi. Enter. Bây giờ mình sẽ di chuyển 9 phím này, 8 phím này để di chuyển đến cái điểm mà mình muốn dừng. Ví dụ mình muốn dừng ở góc này chẳng hạn, khi nó dừng ở góc này thì mình di chuyển lên. Nhấn Enter trở về. Đã lưu vào cái file mới chẳng, hoặc là lưu đèn file cũ, giờ mình lưu thành file mới đi. Enter này. Đấy. Đây là cái điểm dừng, nó có điểm dừng ở đây. Đúng rồi, điểm bắt đầu này. Khi chạy xong nó sẽ dừng ở đây.